Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay thứ năm, ngày 22 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ban dân vận tỉnh ủy tổ chức hội nghị tọa đàm dân vận khéo trong đổi mới phương thức nắm tình hình nhân dân. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Ngày phụ nữ khởi nghiệp và biểu dương chiều phụ nữ tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2019. Huyện Văn Lâm đạt nhiều kết quả trong xây dựng nông thôn mới. Dự án di dân tái định cư vùng nguy cơ sạt lở xã Văn Nhuệ nhiều năm nay bỏ hoang, gây lãng phí. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp và biểu dương Tri hội Phụ nữ tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2019. Tới dự có đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày phụ nữ khởi nghiệp được tổ chức nhằm thúc đẩy tinh thần khả năng sáng tạo khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, nâng cao quyền năng tinh tế cho phụ nữ và biểu dương những điển hình phụ nữ có ý tưởng sáng tạo trong khởi nghiệp. Hội viên phụ nữ được nghe các chuyên gia chia sẻ những yếu tố quan trọng mà người phụ nữ bắt đầu khởi nghiệp cần phải có cũng như cơ hội thách thức đối với phụ nữ khi khởi nghiệp, bí quyết thành công cho phụ nữ muốn khởi nghiệp thông qua tọa đàm, trao đổi và truyền cảm hứng cho phụ nữ khởi nghiệp trong cuộc cách mạng 4.0. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ và Phó Chủ tịch UBND ban nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đã trao tặng bằng khen cho 30 tri hội phụ nữ tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2018-2019. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh biểu dương 20 tri hội phụ nữ tiêu biểu và 20 ý tưởng khởi nghiệp thành công. Nhằm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, bà Hà Thị Thu Thanh, thành viên Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Kiểm toán và Tư vấn Deloitte, Việt Nam đã trao tặng kinh phí hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Trước khi chính thức diễn ra ngày phụ nữ khởi nghiệp, đồng chí Bí thư tỉnh ủy cùng các đại biểu đã đi tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm do phụ nữ làm chủ. Chiều 21 tháng 8, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tọa đàm dân vận khéo trong đổi mới phương thức nắm tình hình nhân dân của các cấp ủy Đảng chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh công tác nắm tình hình nhân dân và định hướng dư luận xã hội là một trong những nội dung trọng yếu trong công tác dân vận của các cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc các đoàn thể có phần tích cực giúp công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy công tác điều hành của chính quyền đạt hiệu quả Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ các kinh nghiệm trong đổi mới phương thức nắm tình hình nhân dân như mặt trận tổ quốc các cấp, đổi mới nội dung phương thức nắm bắt và phản ánh tình hình nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân đấu tranh với các thủ đoạn chống phá các thế lực trên các lĩnh vực đời sống xã hội, cách mạng 4.0 và vai trò của công nghệ thông tin trong việc tuyên truyền vận động định hướng và nắm bắt dư luận xã hội. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Tuyến đề nghị trong thời gian tới các ủy chính quyền các cấp cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo và phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong việc nắm bắt và phản ánh kịp thời nguyện vọng kiến nghị bức xúc của nhân dân, thực hiện tốt các chương trình phối hợp hoạt động giữa ban dân vận cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội với các ngành chức năng, lực lượng vũ trang tăng cường công tác thông tin định hướng tư tưởng trong cán bộ đảng viên và nhân dân, quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng cho cán bộ làm công tác dân vận, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng mô hình, điển hình, dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngày 21 tháng 8, huyện Văn Giang đã tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Trong 10 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện đã để mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân đạt được kết quả khá toàn diện. Toàn huyện đã tổ chức được hai cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, 49 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã thị trấn, quốc phòng an ninh, phòng chống lụt bão, kiện toàn 26 đầu mối đơn vị dân quân tự vệ với tổng quân số 1582 đồng chí theo đúng quy định. Cũng trong giai đoạn này, toàn huyện đã giao gần 1.800 công dân nhập ngũ cho các đơn vị nhận quân đảm bảo 100% chỉ tiêu an toàn, đúng luật định. Xây dựng và tu sửa 25 nhà tình nghĩa cho gia đình thương binh liệt sĩ với số tiền trên 1,7 tỷ đồng. Nhân dịp này, toàn huyện có 8 tập thể và 11 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn huyện giai đoạn 2009-2019. Sáng 21 tháng 8, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức công bố các quyết định về việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đợt 3, điều động và bổ nhiệm 61 đồng chí giữ chức vụ trưởng và phó trưởng công an xã thị trấn. Theo đó có 61 đồng chí công an chính quy trong đợt này được điều động và bổ nhiệm các chức danh trưởng phó trưởng công an tại 37 xã thị trấn thuộc 6 huyện trên địa bàn tỉnh, gồm các huyện Khói Châu, Yên Mỹ, Văn Lâm, Kim Động, Tiên Lữ và Ân Thi, trong đó huyện Kim Động có 2 xã. Các huyện Yên Mỹ, Văn Lâm, Tiên Lữ, Ân Thi, mỗi huyện có 4 xã, riêng huyện Quái Châu có 19 xã thị trấn. Như vậy, đến nay huyện Quái Châu đã có 25 trên 25 xã thị trấn được bố trí công an chính quy, là huyện đầu tiên hoàn thành xong việc thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 223 cán bộ chiến sĩ được điều động về đảm nhận các chức danh công an tại 75 xã phường thị trấn. Hiện còn 72 xã thị trấn chưa bố trí công an chính quy từ nay đến cuối năm 2019, Công an tỉnh sẽ tiếp tục triển khai bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an tại các xã còn lại, đảm bảo 100% các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh đều do Công an chính quy đảm nhiệm. Chương trình xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác là một trong những địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, qua gần 9 năm triển khai và thực hiện, huyện Văn Lâm đã đạt được những bước tiến vượt bậc. Xác định xây dựng nông thôn mới là chương trình lớn tổng thể, toàn diện nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn, do đó trong quá trình triển khai thực hiện, huyện Văn Lâm đã đánh giá đúng thực trạng ở nông thôn, tìm ra tiềm năng, lợi thế, từ đó đề ra những giải pháp phù hợp với đặc điểm của mỗi địa phương. Hiện toàn huyện đã có 10 trên 10 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đạt 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Điều đáng nói là các xã ở Văn Lâm đều xây dựng cho mình những kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Trong năm 2018 thì xã bình Hưng đã uh, huy động mọi nguồn lực rồi là xây dựng các cái đề án về phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa những cái cây giá trị kinh tế cao vào đồng ruộng để sản xuất đấy, như một số các cây dược liệu như cây đính năng để tăng thu nhập cho người dân thế và huy động mọi nguồn lực của nhân dân và của các doanh nghiệp để xây dựng nông thôn mới. Với sự quyết tâm, của các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện, chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Văn Lâm đã thực sự trở thành phong trào thu hút được sự tham gia hưởng ứng của các ban ngành đoàn thể, các đơn vị doanh nghiệp, cán bộ đảng viên nhân dân và đông đảo người con xa quê. Đến hết năm 2018, tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của huyện là gần 4.400 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp khoảng 3.400 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trên, Văn Lâm ưu tiên đầu tư các công trình phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh như trường học, giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi, vệ sinh môi trường, công tác xã hội hóa giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao tiếp tục được đẩy mạnh. Đến giờ phút này là các cháu học hành nó ra ngoài nó cũng thoáng mát. Bản thân cái này là tự nguyện thì tôi cũng vận động các con, các cháu là sẽ xuống vào ủng hộ đầu tư lớn nhất thì là vẫn là cái trường tiểu học khu cụm dân cư thôn Nải Dương. Cái sau đó là những cái đường, đường kể cả là từ trong xóm, trong làng thế rồi đường từ đường chính vào đến trường phục vụ cho các cháu. Với cái mục đích là đạt được huyện nông thôn mới, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà nâng cao các tiêu chí là nâng cao cái chất lượng sống cho người dân tạo ra một cái thay đổi giữa các cái hoạt động rồi thì phát triển kinh tế xã hội vật chất và cái đầy đủ về mặt tinh thần, văn hóa cho người dân và phát triển một cách nó bền vững, giàu đẹp. Văn Minh thì đó là cái mục tiêu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Lâm chúng tôi mong muốn và phấn đấu. Với những kết quả đạt được phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Lâm đã được chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc huyện đang bổ sung hoàn thiện hồ sơ để Hội đồng Thẩm định Trung ương xét công nhận Văn Lâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Nhờ chủ động sáng tạo, chọn hướng đi đúng kết hợp với giải pháp cụ thể, Văn Lâm sẽ còn tạo thêm nhiều thế và lực mới, góp phần tạo dựng mảnh đất ven đô ngày càng phát triển. Huyện Văn Lâm đang hướng mục tiêu cốt lõi là trở thành đô thị loại 4. Huyện đã có 3 xã là Tân Quang, Đình Dồ và Trưng Chắc đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận khu vực đô thị loại 5. Đây là cơ sở để xây dựng đô thị Văn Lâm phát triển theo quy hoạch và kế hoạch thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội cũng như nâng cao đời sống của người dân. Đến nay xã Tân Hưng thành phố Hưng Yên đã cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận đất ở cho người dân. Đây cũng là một trong những địa phương có tiến độ cấp nhanh nhất của thành phố Hưng Yên. Tính đến hết tháng 6 năm 2019, xã Tân Hưng đã cấp được 2.041 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong tổng số 2.128 thửa đất ở cần cấp, 87 thửa còn lại là của các hộ đi làm ăn xa chưa hoàn thiện thủ tục. Hiện xã đang yêu cầu các hộ này khẩn trương đến để hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận trong năm 2019. Tuy vậy, đối với đất nông nghiệp, toàn xã có 4.700 thửa, nhưng đến nay chưa có thửa nào được cấp. Hiện xã mới chỉ hoàn thiện được 133 hồ sơ để trình cấp. Nguyên nhân là do đặc thù địa phương, nhiều đất bãi chia nhỏ kéo dài manh mún, nhiều hộ tự hoán đổi cho nhau nên hồ sơ chưa thống nhất. Dự án di dân tái định cư vùng nguy cơ sạt lở xã Văn Nhuệ, huyện Ân Thi với quy mô trên 79.500m2 phục vụ bố trí cho hơn 200 hộ dân. Mặc dù dự án được lập từ năm 2005, tuy nhiên nhiều năm nay bỏ hoang gây lãng phí. Dự án di dân tái định cư vùng nguy cơ sạt lở xã Văn Nhuệ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt với mục đích bảo đảm sự an toàn về con người, tài sản của các hộ dân tại 4 thôn nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở ven sông Cửu Yên là Hoàng Xuyên, Văn Nhuệ, Văn Trạch và Anh Nhuệ. Chủ đầu tư là Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh. Nguồn vốn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng mức đầu tư được phê duyệt là trên 42 tỷ đồng. Dự án được thiết kế làm hai khu, trong đó phân lô 202 suất đất ở và diện tích đất xây dựng giao thông, trồng cây xanh, đất xây dựng các công trình công cộng. Sau khi hoàn thành sàn lấp mặt bằng, hệ thống giao thông nội ngoại khu, hệ thống thoát nước, hệ thống điện thấp sáng, trường mầm non, chủ đầu tư đã tiến hành bàn giao hồ sơ quyết toán hạ tầng kỹ thuật và mặt bằng khu tái định cư cho Ủy ban nhân dân xã Văn Nhuệ, thực hiện công tác bố trí, ổn định dân cư theo quy định. Tuy nhiên, đến nay các hộ vẫn không tham gia dự án. Thưa quý vị và các bạn, hiện tôi đang có mặt tại thôn Văn Trạch. Đây là một trong bốn thôn của xã Văn Nhuệ nằm trong vùng có nguy cơ bị sạt lở. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc các hộ không tham gia dự án. Một trong số đó thì phải kể đến là thời gian lập dự án đã từ lâu, từ năm 2005 và hoàn thành vào năm 2016. Khi dự án đã hoàn thành thì cái tình trạng ngập lụt sạt nở ảnh hưởng của bão không còn ở mức độ cao như thời điểm lập dự án nên cái việc di chuyển của người dân không còn cấp thiết nữa. Chuyển xuống đấy thì có hơn trăm mét vuông. Thế thực ra thì đối với nông nghiệp như vậy là chúng tôi mời chăn nuôi các thứ để không thuận tiện. Của tôi là vào cái khoảng xít 400 mét vuông xây dựng kiên cố rồi. Cái truyền thống ở đây, sinh hoạt ở đây thì nó nó thành một thói quen ở đây rồi. Ở à nhà người ta, người ta được thí dụ 3 4 500 mét vuông người ta rộng rãi vì người ta ở, 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 đang ở rộng nhưng lên trên này chỉ còn được có hơn 100 mét vuông sau đó lại như vậy là lại bắt phải lộp tiền cho nên cái nhu cầu của nhân dân ở trong xã là không có một không có một hộ nào là người ta người ta lên trên này cả từ hàng loạt những lý do trên dẫn tới tình trạng dự án bị bỏ hoang mọc cho cỏ dại mọc um tùm các hạng mục công trình bị nắng mưa tàn phá xuống cấp về thời gian cái dự án thì được đầu tư khá dài cho đến thời điểm này là khoảng tầm 14 năm chính vì vậy cho nên là cử tri và nhân dân thì cũng đã có ý kiến để tránh cái phần lãng phí cái quỹ đất đó thì cũng đề nghị là xin được chuyển mục đích sử dụng từ cái việc di dân tái định cư chuyển sang đấu giá quyền sử dụng đất để lấy cái phần tiền đó để cho xã thực hiện các cái hạng mục công trình trong cái thực hiện cái xây dựng nông thôn mới. Được biết trước đó, trong nội dung báo cáo số 243 PCSNN ngày 15 tháng 12 năm 2017, liên ngành Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính đã làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Ân Thi và Ủy ban Nhân dân xã Văn Nhuệ các bên thống nhất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép chuyển khu đất tái định cư sang đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu đất tái định cư thuộc dự án vùng nguy cơ sạt lở xã Văn Nhuệ, huyện Ân Thi. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có báo cáo số 150 BCUBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xem xét cho phép chuyển đổi diện tích đất tại dự án di dân tái định cư vùng nguy cơ sạt lở xã Văn Nhuệ, huyện ân Thi sang thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở để tổ chức quản lý sử dụng đất có hiệu quả, đồng thời thu lại kinh phí tạo nguồn thu ngân sách nhà nước để đầu tư cơ sở hạ tầng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào và huyện Ân Thi vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Năm học 2018-2019, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hưng Yên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc học, cấp học, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục có 35 học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,93%, 96,4% học sinh đỗ vào trung học phổ thông, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn trở lên. Thành phố có thêm 4 trường được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, nâng tổng số trường được đánh giá ngoài và kiểm định chất lượng là 42 đơn vị năm học 2019-2020, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hương Yên tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý giáo dục, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan quản lý giáo dục và các đơn vị trường học, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm, quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm, nhất là ngoài nhà trường. Năm học 2018-2019, thị xã Mỹ Hào tiếp tục duy trì và đạt được nhiều kết quả. 100% số trường đảm bảo đạt chuẩn phổ cập giáo dục từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trên 95%, học sinh trúng tuyển đại học đạt trên 45%. Để có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm của các cấp ngành tỉnh Hưng Yên về bố trí sắp xếp đội ngũ giáo viên đảm bảo chất lượng cũng như đảm bảo tốt về cơ sở vật chất trường học. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019 trên địa bàn thị xã đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng. Năm học 2018-2019, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện An Thi thực hiện có hiệu quả các hoạt động giáo dục và đào tạo, 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, có 11 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Bậc học trung học cơ sở có trên 400 học sinh, đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh có 26 học sinh đạt giải. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, trải nghiệm sáng tạo được các bậc học chú trọng triển khai. Về phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020, ngành giáo dục huyện An Thi đẩy mạnh phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh, nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng dạy và học. Nhân dịp này có nhiều cá nhân, tập thể được Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân huyện An Thi khen thưởng vì có nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019 phát huy truyền thống hiếu học của quê hương những năm qua, công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở xã Hưng Đạo huyện Tiên Lữ luôn được quan tâm. Đặc biệt toàn xã có 37 dòng họ đã xây dựng được quỹ khuyến học và hoạt động hiệu quả. Xã Hưng Đảo có 37 trên 43 dòng họ xây dựng được quỹ khuyến học. Hàng năm các dòng họ chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động tích cực thu hút hội viên, phối hợp với hội khuyến học xã để thành lập các chuyên đề nội dung tuyên truyền đến con em dòng họ cũng như các gia đình. Nhờ đó công tác khuyến học khuyến tài được đông đảo các đoàn thể tổ chức xã hội, đặc biệt là các bậc cha mẹ con em xa quê quan tâm, hỗ trợ xây dựng quỹ. Nhiều dòng họ có quỹ khuyến học lớn như dòng họ Nguyễn, họ Trần Văn ở thôn Dung có quỹ từ 60 đến 80 triệu đồng. Đặc biệt, công ty HTC Tuần Châu Quảng Ninh ủng hộ quỹ khuyến học xã 100 triệu đồng. Hàng năm các dòng họ hội họ khuyến học thôn xã đều tổ chức gặp mặt, trao thưởng nhằm khích lệ động viên các em học sinh có thành tích cao trong học tập, học sinh nghèo vượt khó quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự hôm nay của đài phát thanh và truyền hình hưng yên xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại